Mới đây, thông tin về một cựu tiếp viên hàng không có tiết lộ gây chấn động. Nước trên máy bay gây tiêu chảy, khăn đắp bị khách thấm nước tiểu. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người từng cộng tác và làm việc trong ngành hàng không và những vị khách từng trải nghiệm dịch vụ trên máy bay đã lên tiếng phản đối. Mặc dù đã ngay lập tức xóa đoạn video trên, nhưng làn sóng phẫn nộ chỉ trích trên mạng xã hội vẫn không ngớt. Nguyên văn lời xin lỗi của chị giáo hàng không như sau. Chào các bạn, Chủ nhật tuần trước, mình có đăng tải một đoạn video với một dòng tiêu đề Hai điều nên tránh khi đi máy bay. Và ngay sau khi nhận thấy nội dung video có thể gây hiểu nhầm, mình đã trực tiếp xóa đoạn video trên vào ngày này hôm sau. Tuy nhiên sau đó một tuần trôi qua, nội dung đoạn video vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Chính vì vậy hôm nay mình đăng đoạn video này với mục đích đưa ra lời xin lỗi chính thức vì đã đưa ra những thông tin có thể gây hiểu nhầm, đặc biệt với những nội dung trong đoạn clip trên. Mình đã thiếu sót khi không có ghi rõ nguồn gốc trích dẫn cụ thể. Ngoài ra, cô cũng xin phép không trả lời những bình luận thóa mạ cô trong thời gian qua, đồng thời cũng cảm ơn những cộng đồng mạng đã góp ý thẳng thắn, mang tính chất xây dựng cho cô. Sắp tới, cô sẽ cân nhắc và cẩn trọng hơn trong việc ra những đoạn video liên quan đến chủ đề tiếp viên hàng không trên mạng xã hội.